Chào mừng các bạn đến với bản tin Sunrise Việt Nam chuyên mục thông tin du học. Mình là Bích Ngọc, chuyên viên tư vấn tại Sunrise Việt Nam. Hôm nay mình sẽ đồng hành cùng với các bạn trong bản tin này. Sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 6 vừa qua, Sunrise Việt Nam đã tổ chức thành công buổi họp đoàn Pre-Departure Singapore Sunrise Camp 2019. Buổi họp mặt định hướng với sự góp mặt của các quý phụ huynh và học sinh, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc cũng như hướng dẫn thông tin trước khi lên đường. Chương trình du học hè Singapore do Sunrise Việt Nam tổ chức sẽ kéo dài 2 tuần từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6. Hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm lý thú cho các bạn học sinh. Chương trình du học hè Singapore năm nay do cô Phương Mai dẫn đoàn. Cô là quản lý cũng như là chuyên viên tư vấn tại Sunrise Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm dẫn đoàn tại Singapore. Các quý phụ huynh và học sinh hãy cập nhật các hình ảnh và thông tin chương trình du học hè Singapore tại Facebook Sunrise Camp nhé. Ngọc cũng xin lưu ý với các quý phụ huynh và học sinh, rút kinh nghiệm chương trình du học hè năm nay, nhiều phụ huynh đến tháng 4 hoặc tháng 5 mới chốt lịch du học hè cho con. Tại thời điểm này, số lượng chỗ còn rất ít, cũng như giá vé máy bay tăng chóng mặt. Vì vậy, nếu các phụ huynh có định hướng cho con đi du học hè năm 2020, hãy tìm hiểu ngay từ bây giờ và liên lạc với Sunrise Việt Nam vào tháng 1 năm 2020 nhé! Cũng trong tuần vừa qua, Sunrise Việt Nam đã hoàn thiện và nhận visa của hơn 20 hồ sơ du học tại Anh và Mỹ. Các bạn học sinh dự kiến sẽ khởi hành chương trình du học hè Anh trong tháng 7 và chương trình du học dài hạn tại Anh, Mỹ, Canada trong tháng 9 tới đây. Riêng những hồ sơ du học tại Singapore và Philippines sẽ không cần phải xin visa vì Việt Nam, Singapore và Philippines cùng nằm trong khối ASEAN nên hồ sơ du học đơn giản, không cần chứng minh tài chính và tỷ lệ đậu visa đỗ 100%. Ngọc cũng xin lưu ý với các quý phụ huynh và học sinh, tháng 6 là tháng cao điểm nộp hồ sơ visa. Vì vậy, các quý phụ huynh và học sinh cần theo sát những hướng dẫn của chuyên viên tư vấn để hồ sơ có thể đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Đối với những gia đình có dự định cho con đi du học tháng 9 tới đây mà vẫn chưa nộp hồ sơ, xin đừng lo lắng, xin hãy liên hệ tới các số hotline sau đây để được hỗ trợ nhanh nhất. Đối với Anh và châu Âu, 0906-221-313, Mỹ và Canada 0987-489-789, châu Á 0946-699-648. Sunrise Việt Nam với kinh nghiệm từ năm 2002 sẽ đầy đủ năng lực và thông tin để xử lý tư vấn hồ sơ cho học sinh tốt nhất. Thông tin thứ ba mà Ngọc rất muốn giới thiệu đến mọi người là chương trình đào tạo mà Sunrise Việt Nam đã ấp ủ từ rất lâu và sẽ gửi đến cho các bạn trong mùa hè 2019. Đó là các khóa IELTS Foundation kéo dài 2,5 tháng tại Hà Nội và Hải Phòng dành cho các học sinh từ 14 đến 17 tuổi. Với cách giảng dạy chuyên sâu và mang tính thực hành cao từ những giáo viên kinh nghiệm, đặc biệt có thể kể đến thầy Trần Thái Hưng với 9 năm học tập và làm việc tại Mỹ hay cô Phạm Phương Linh với IELTS 8.5. Sunrise Việt Nam mong muốn sẽ đem đến cho các bạn học sinh một mùa hè bổ ích với những giờ học thú vị, nâng cao 4 kỹ năng tiếng Anh một cách toàn diện. Các bạn biết không, theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các học sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ trong quá trình xét tốt nghiệp do kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, với điều kiện chứng chỉ IELTS phải còn giá trị sử dụng và được miễn môn học tiếng Anh tại nhiều trường đại học, cao đẳng nếu các bạn đạt IELTS từ 4.0 đến 5.0. Vì vậy, hãy nhanh chóng đăng ký khóa học IELTS Foundation tại Sunrise Việt Nam các bạn nhé! Đặc biệt với những bạn đăng ký khóa học sớm nhất, Sunrise Việt Nam hứa sẽ gửi tới cho các bạn những ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Chi tiết về khóa học này, các phụ huynh và học sinh có thể truy cập fanpage Sunrise English, lớp học tiếng Anh tốt, hoặc liên hệ hotline cô Thanh Mai 0902-268-233 để được tư vấn trực tiếp. Cũng liên quan đến lĩnh vực đào tạo, gần đây Ngọc được biết có trường hợp sinh viên đóng số tiền rất lớn, lên tới hàng trăm triệu một năm để được học chương trình quốc tế, dạy 100% tiếng Anh bằng do Anh cấp nhưng thực chất lại không phải thế. Chúng tôi rất tiếc những bạn đã có sự đầu tư không hiệu quả. Vì vậy, bản tin này, Sunrise Việt Nam mới giới thiệu tới các bạn một chương trình học chắc chắn đảm bảo 100% giảng viên sử dụng tiếng Anh, tiết kiệm chi phí đồng thời có cơ hội chuyển tiếp sang Mỹ, Úc, châu Âu. Đó là chương trình du học tại Đại học Quốc tế Stanford, Thái Lan. Vì được đặt tại Bangkok nên chi phí học tập và sinh hoạt tại nơi đây vô cùng hợp lý, nhưng sinh viên thì hoàn toàn được học tập, tương tác và trải nghiệm hoàn toàn trong môi trường tiếng Anh mang tầm cỡ xuyên quốc gia. Bởi 70% thành viên trong đội ngũ giảng dạy đến từ nước ngoài, bao gồm cả Mỹ, Anh, Canada, Úc, Pháp và Đức. Đây mới thực sự là một lựa chọn non bổ hợp lý, đúng theo tiêu chuẩn của đa số người Việt Nam chúng ta đó ạ. Đến đây, bản tin Sunrise Việt Nam chuyên mục thông tin du học xin kết thúc. Bích Ngọc mong rằng các bạn đã kịp nốt vào sổ tay những thông tin cần thiết nhất và hẹn gặp lại mọi người tại những bản tin tiếp theo của Sunrise Việt Nam nhé!